Thưa quý vị, theo quy định của luật khoáng sản, các tổ chức cá nhân khai thác khoáng sản phải thực hiện việc đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và đất đai sau khi giấy phép khai thác hết hiệu lực. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều mỏ sau khi khai thác đã hình thành nên các hồ nước sâu, nguy hiểm diễn ra một thời gian dài mà vẫn không có phương án phục hồi, bảo vệ, không biển cảnh báo và rào chắn sơ sài, dẫn đến những vụ tai nạn thương tâm. Những hố sâu nham nhở, mặt nước xanh thẳm, không rào chắn, biển báo. Đây là hiện trạng của các mỏ khai thác đất sét ở khu phố Phú Thạnh, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ. Tại khu vực này có 3 mỏ khai thác đất sét được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp phép cho doanh nghiệp khai thác vào các năm 2003, 2004 và 2008 với diện tích hơn 5 hecta. Hiện các mỏ này đều đã hết hạn khai thác, thậm chí có mỏ đã hết hạn khoảng hơn 10 năm nay. Theo tìm hiểu của phóng viên, trước khi khai thác đến tầng đất sét, các doanh nghiệp còn khai thác thêm lớp cát xây dựng ở tầng trên. Vì vậy, các mỏ đất sét này có những hố đào khá sâu, nham nhở và nước xanh thẳm rất nguy hiểm. Tại khu vực này, tình trạng học sinh bị đuối nước đã xảy ra. Còn đây là mỏ đất sét Mỹ Xuân 2, phường Mỹ Xuân. 2 năm nay doanh nghiệp không còn khai thác và hiện tại có hộ dân đang nuôi cá tại khu vực này. Đây cũng là nơi xảy ra tai nạn thương tâm, cướp đi sinh mạng của 2 đứa trẻ, còn chị Lê Thị Kim Oanh, tạm trú tại tổ 20, ấp Phú Thạnh, thị xã Phú Mỹ, cách đây 6 tháng. Rồi nhiều khi họ làm xong thì họ không có rào, thì như trẻ con hay người lớn nhiều lúc ngày nghỉ thì có đi vào chơi câu cá thì cũng không may xảy ra chết đuối. Thì bây giờ mong sao là cái chủ ở cái hồ nước đó họ làm xong rồi họ vây lại để cho bảo đảm cho dân với các trẻ nhỏ hay là mấy người công nhân nhất người ta chủ nhà ta nghỉ đi câu cá ta khỏi vô khỏi bị chết đuối. Thưa quý vị, nơi tôi đang đứng đây là mỏ đất sét 1 Mỹ Xuân, khu phố Phú Thạnh, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ. Đây là nơi đã xảy ra vụ đuối nước làm 3 thanh niên tử vong. Dù khu vực này không còn khai thác nữa, song hiện trạng vẫn chưa được khôi phục, hồ nước sâu và hàng rào bảo vệ khá sơ sài. Theo những người dân sống quanh khu vực này, dù mỏ đất sét không hoạt động khai thác, nhưng hiện tại hồ nước khá sâu và người dân ra vào tự do rất nguy hiểm. Theo người dân, sau khi xảy ra các vụ tai nạn thì doanh nghiệp có dựng hàng kẽm gai làm rào chắn, đồng thời gắn biển cảnh cáo. Tuy nhiên, theo khảo sát thì hàng rào kẽm gai được doanh nghiệp gắn rất sơ sài, dễ dàng có thể chui qua. Các doanh nghiệp cũng không có phương án phục hồi, cải tạo sau khi đã kết thúc khai thác khoáng sản. Trước cái thời gian mà hai cái vụ tai nạn xảy ra là nói chung là ở hầm đất sét là hầu như là như từ biển cảnh báo tới cái rào chắn xung quanh mỏ sét là nó chỉ làm tạm bợ thôi. Khi như chủ đầu tư họ khai thác xong thì họ cũng bỏ phế đó, họ không có cái phương án nào để mà cảnh báo người dân hay là rào chắn để cho những cái nơi nguy hiểm như thế. Thì sau vụ tai nạn xảy ra thì khu phố mới bắt đầu đi vận động và đi khảo sát mới đề xuất ý kiến lên ủy ban mới có cái rào chắn xung quanh mỏ sét và những cái bảng cảnh báo bắt đầu mọc lên. Thì theo tôi á thì ý kiến là khai thác mỏ thì khai thác xong thì cũng phải có phương án là san lấp lại, trả lại hiện trạng ban đầu, dù không được hoàn toàn thì cũng được 5-60% cho bà con để mà những cái tai nạn thương tâm như năm vừa rồi nó không xảy ra nữa. Không chỉ riêng các mỏ khai thác đất sét ở thị xã Phú Mỹ, trên địa bàn tỉnh còn có rất nhiều mỏ khai thác khoáng sản khác không thực hiện việc phục hồi, cải tạo môi trường, không gắn biển cảnh báo nguy hiểm, thậm chí còn sử dụng để khai thác kinh doanh. Điểm khai thác hồ đá xanh trên địa bàn phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa là một ví dụ. Đây là một điểm khai thác đá đã thực hiện bàn giao cho địa phương từ năm 2015. Tuy nhiên, sau khi doanh nghiệp kết thúc khai thác đã hình thành nên hồ nước sâu, rộng và có màu xanh, tạo cảnh quan ấn tượng.
nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nơi đây cũng từng ghi nhận nhiều vụ đuối nước xảy ra. Qua buổi làm việc với lãnh đạo phường Kim Dinh được biết, sau 7 năm tiếp nhận khu vực này, địa phương thường xuyên cắt cử cán bộ cắm biển cảnh báo, xây rào chắn thép gai, tuy nhiên cũng không có lực lượng túc trực 24/7 để trông coi khu vực này, dẫn tới có hiện tượng người dân phá rào đi lại và tự ý phát sinh các hình thức kinh doanh chụp ảnh. Việc phục hồi hiện trạng cũng không thực hiện được do mỏ khai thác độ sâu quá mức, việc phân tầng khai thác không đồng đều nên không thể phục hồi được. Địa phương cũng đã có những giải pháp để khắc phục như khai thác triệt để lượng nước tại hồ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Thế nhưng, việc làm này vẫn không thể ngăn chặn được những nguy hiểm rình rập bởi hồ nước này hiện đã quá rộng và sâu. Cái mỏ Vinaconex chỗ hồ RMK này thì công ty Vinaconex sau khi mà khai thác đã đóng cửa mỏ năm 2015 thì bàn là giao lại cho phường quản lý. Tuy nhiên cái phương án cải tạo với lại phục hồi môi trường là chưa có thực hiện chỗ này. Tuy nhiên chỉ là bàn giao cho phường là cái mặt bằng của cái hộ RMK rộng khoảng 7 hecta là xung quanh là có rào. Đó, có rào bằng lưới với lại bằng kẽm gai. Ở cái khu vực này hầu như là chỉ có lực lượng là thường xuyên đi kiểm tra thôi. Do đó thì cũng có một cái hạn chế. Đó, cũng có một số người dân vẫn tiếp tục mở ra một số khu vực kẽm gai để mà vào khu vực này để mà chụp hình hay là câu cá hoặc là tập trung để mà đông người. Thì địa phương cũng rất là nhiều lần nhắc nhở. Tuy nhiên thì vấn đề này vẫn là cái khá tồn tại. Tận dụng cái lợi ích của cái hồ RMK sau khai thác là cái lợi ích của cái hồ này là chứa nước kể cả mùa mưa để trữ nước vào mùa nắng là không để có một cái lượng nước rất là lớn. Là năm 2018 thì cũng đã có cái đề xuất của Ủy ban dân thành phố là đầu tư cái trạm bơm tưới sản xuất đất nông nghiệp phục vụ cho những người dân ở cái khu vực phường Kim Dinh. Thì hiện nay khai thác cái hồ này là cái trạm bơm này đã cung cấp cho 160 hộ sản xuất nông nghiệp xung quanh khu vực phường. Theo quyết định số 18 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Sau khi hoàn thành việc khai thác thì các tổ chức cá nhân phải thực hiện việc cải tạo, phục hồi môi trường để đảm bảo đưa môi trường, hệ sinh thái tại khu vực khai thác khoáng sản và khu vực bị ảnh hưởng của hoạt động khai thác về trạng thái môi trường gần với trạng thái môi trường ban đầu, hoặc đạt được các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn và môi trường, đảm bảo an toàn và phục vụ các mục đích có lợi cho con người. Như vậy, chiếu theo thực trạng để lại ở các mỏ khai thác khoáng sản đã chấm dứt hoạt động trên địa bàn tỉnh, thì hầu như việc cải tạo, phục hồi môi trường đều chưa thực hiện theo quy định. Những mỏ khai thác đá như thế này đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đóng cửa mỏ và xây dựng phương án cải tạo phục hồi môi trường. Để làm tốt công tác này, các sở ngành địa phương cần phối hợp tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện của các doanh nghiệp sau khai thác. Đồng thời, rất cần có những quy định xử phạt, chế tài phù hợp, mang tính răn đe và cũng nhằm đảm bảo kỷ cương pháp luật cũng như ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và môi trường sinh thái. Thưa quý vị, đến đây chuyên mục Tài nguyên môi trường xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Trong chuyên mục này, lần sau chúng tôi sẽ đề cập đến những bất cập trong công tác quản lý, kiểm tra các mỏ sau khi khai thác, cùng các giải pháp cụ thể của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhằm chấn chỉnh thực trạng này. Mời quý vị đón theo dõi vào lúc 10 giờ thứ Bảy ngày 23 tháng 4 năm 2022.